Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng 50 cây số là khu du lịch Cần Giờ. Nơi đây được ví như là một ốc đảo xanh nằm cạnh Sài Gòn nhộn nhịp và được rất là nhiều con dân Sài Gòn chọn làm điểm đến cho những chuyến đi cuối tuần, tạm đánh xa sự huyên náo của chốn phồn hoa đô thị. Cần Giờ cũng chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, và cuộc hành trình của Hữu và các bạn sẽ như sau. Từ trung tâm thành phố, chúng ta sẽ qua phà Bình Khánh để đến với huyện Cần Giờ. Sau đó chúng ta tiếp tục băng qua những cánh rừng bạt ngàn, rất là đẹp luôn các bạn, để rồi đến với trung tâm của huyện, nơi có chợ Hàng Dương, một khu chợ chuyên bán về hải sản tươi sống cũng như đã qua chế biến. Cùng Hữu khám phá hết khu chợ này nha. Quả thật có quá nhiều hải sản ở đây luôn các bạn, như tôm hùm bông, tôm hùm đất, mực, bào ngư, cua na uy, con cúm và có cả con bò biển đang hot gần trên các nền tảng mạng xã hội nữa, vân vân. Đây cũng chính là lần Hữu ăn cùng lúc nhiều món hải sản đến như vậy. Nhìn nè, hơn 10 món đang bày ra trên cái bàn này. Hữu mời mọi người cùng ăn luôn nha. Sau khi ăn xong thì chúng ta tiếp tục ngắm biển Cần Giờ và cuối cùng là khám phá đảo Khỉ, vương quốc của Tề Thiên Đại Thánh ở nơi đây. Ngoài ra còn có rất là nhiều điều thú vị trong chuyến đi của chúng ta lần này. Các bạn cùng đồng hành với mình luôn nha. Mình mới chạy từ trung tâm Sài Gòn, giờ thì đã đến được bến phà Bình Khánh. Như các bạn đang thấy lúc này thì có một hàng dài các chiếc xe đang xếp thành một hàng để chuẩn bị xuống phà. Còn đây là giá vé để xuống phà, cũng khá là rẻ ha các bạn. Mình đi hai người cùng một chiếc xe máy thì hết 6.000 gử, giờ thì chạy thẳng xuống phà luôn nha. Chuyến phà này làm mình nhớ đến những chuyến phà mà mỗi lần mình đi từ Sài Gòn về miền Tây qua các bạn, cũng đi qua những chiếc phà bự, qua những con sông lớn như vậy. Rồi, như vậy phà của chúng ta đã rời khỏi bến để chuẩn bị đưa chúng ta đến bờ bên kia là huyện Cần Giờ. Hữu xin chào tất cả các bạn nha, lại là Hữu đây mọi người ơi. Hiện tại thì Hữu đang có mặt trên con phà Bình Khánh để chuẩn bị đi qua một trong những cái khu du lịch nổi tiếng nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Cần Giờ đó mọi người. Thì đây là lần đầu tiên mình đi đến Cần Giờ cho nên là mình cũng không biết là có những điều gì thú vị bên đó nữa. Thì thôi các bạn hãy cùng đồng hành với Hữu luôn nha. Sông khá là bự cho nên phà của chúng ta đi mất khoảng gần 15 phút mới qua được bờ bên kia. Rồi, tới rồi đây, lên bờ thôi. Luôn đi. Cần Giờ 36 cây. Sau khi qua được khu dân cư thì chúng ta đi tới những cánh rừng bạt ngàn của Cần Giờ, còn được gọi là rừng sát Cần Giờ. Wow, đẹp quá đi các bạn. Với một màu xanh thâm thẳm của rừng cây, lâu lâu có những con đường, những dòng sông uốn éo lượn quanh qua nữa. Tên của cánh rừng bên dưới nếu được gọi đúng và đầy đủ thì được gọi là khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ hay rừng sát, được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 21 tháng 1 năm 2000. Với hệ thống động thực vật độc đáo điển hình cho vùng ngập mặn, ngoài ra thì khu này còn được công nhận là khu du lịch trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Do Hữu và các bạn đang chạy xuyên qua rừng cho nên lâu lâu các bạn sẽ thấy một bầy khỉ tràn ra đường để xin đồ ăn của du khách, mà du khách thấy khỉ đông đông cũng dừng lại xem khá là nhiều. Đang đi trên Cần Giờ mà cứ tưởng đâu là đi ở miền Tây không rồi các bạn, bởi vì có rất là nhiều sông ở đây, phải nói là sông ngòi dày đặc và chằng chịt luôn. Đây là đường để các bạn đi vào tham quan đảo Khỉ, nhưng mà để cuối của hành trình ngày hôm nay Hữu sẽ viếng thăm sau nha. Tới đây là coi như chúng ta đang bước vào trung tâm của Cần Giờ rồi, nhà cửa con người này kia bắt đầu đông đúc hơn. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cái cổng giống con cá màu xanh quá các bạn. Tới nguyên dãy nhà nghỉ, và qua dãy nhà nghỉ này là tới điểm dừng chân đầu tiên, chính là chợ thủy sản địa phương Hàng Dương.
Rồi các bạn của Hữu ơi, như vậy là sau khi vượt qua một trung tâm của thành phố nè, một con đò nè và một cánh rừng rất là đẹp ha, thì Hữu đã có mặt tại chợ Hàng Dương của Cần Giờ đó mọi người. Mình tin á là trong chợ này sẽ có rất là nhiều thứ để chúng ta khám phá nè. Và bây giờ không để mọi người lại đâu nữa, các bạn ơi hãy cùng mình khám phá nó nha. Đầu tiên á các bạn, là chúng ta sẽ gửi xe nè, và sau đó các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái xề khô á, xề mắm á, người ta bán ở xung quanh của chợ này nè. Còn đây á là khu vực nhà lồng của chợ, thì trong này á mình tin là sẽ có rất là nhiều hải sản nè, rồi mắm các loại, rồi tôm khô các loại nữa. Và mình thích nhất á là mấy cái loại hải sản á mọi người. Mình sẽ mua thật nhiều nè, rồi sau đó mình chạy ra ngoài bãi biển mình ăn ha. Rồi bây giờ mọi người đi lựa chung với mình luôn nha. Cô đù, cô dứa, gian đầu tiên là gian cát khô các loại các bạn. Ở đây người ta để sẵn giá luôn á. Ví dụ như bịch này là 500.000 nè. Không những là các bạn ăn khô mực xong thì các bạn cũng có thể là mua nước chấm tại đây luôn ha. Đây rất là nhiều loại nước chấm luôn mọi người. Này là nước chấm hải sản Úc Xuyến. Rồi đây là tôm khô nè. Một bọc vậy là 100.000 ha. Còn bọc này là 330.000. Họ để giá cho nên là các bạn dễ lựa lắm. Rất là nhiều luôn á. Nhưng mà để bước vào bên trong nha các bạn. Rồi các bạn ha, đây là cái khu vực mà bán giống như là tạp hóa vậy đó, để cho các bạn có thể mua đồ đi biển. Đây là một số loại mà đồ làm sẵn đó các bạn, để mà uống bia là hết sảy luôn á. Còn ở đây là mấy cái loại trái cây ăn vặt ha. Rồi tiếp tục là một gian hàng bán khô các loại nữa. Đây là bánh tráng nướng. Nhiêu cái lận cô? 20 em, 3 cái thì 50. Một cái 20, 3 cái 50 hả? Lấy 3 cái luôn đi mà chị nướng lại giùm em đi ha. Rồi rồi, 3 cái hả? Rồi. Đây là ba cái bánh tráng nướng mà mình mới vừa mua luôn á. Rồi đó các bạn, như vậy là hết cái khu vực mà của bán tiệm tạp hóa rồi. Bây giờ chúng ta là chính thức nè, bước vào cái gian hàng mà mình nghĩ là ai cũng mong đợi nhất hết. Đó là gian hàng bán hải sản tươi sống ha mọi người. Wow, chào đón chúng ta là một cái mâm đồ ăn mà không thể nào mà hấp dẫn hơn. Nó còn nhảy đạch đạch luôn các bạn. Rất là nhiều món ha, ví dụ ở đây là có ốc nướng mỡ hành nè. Rồi con ốc gì nữa các bạn, mình không biết tên luôn á. Ví dụ như ở đây có tôm tích nữa nè. Rồi cua, cua đồng, cua biển. Chớ lộn, không phải cua đồng. Đặc biệt nè, con ốc dòi dôi nè mọi người. Rất là nhiều người, ốc hương nữa. Rồi tùm lum hết chứ. À này con hàu nè các bạn. Rồi sò. Đây là những cái gian hàng hải sản đầu tiên hay các bạn ha. Mình thấy có rất là nhiều luôn. Mình không biết sao mà kể cho hết nữa mọi người. Ốc, ốc hương, rồi sò lông, sò huyết, rồi mực. Rồi ốc tỏi nè, rồi tôm hùm, tôm tích, rồi con bọ biển. Rất là nhiều luôn á. Ở đây là hải sản tươi sống ha. Còn bên đây là hải sản đã chế biến sơ sơ nè mọi người. Các bạn mua thì họ sẽ làm luôn cho mình luôn. Đó, quá trời. Nhìn thực sự là hấp dẫn lắm. Dạ, để con quay xong cái nè. Dạ. À, dạ. Để chút xíu đây con quay, đang quay kìa. Tiếp tục là một cái sạp hải sản nha. Đó, mọi người, đây là quang cảnh của toàn bộ khu chợ nè. Rất là đông luôn các bạn.
Hiện tại là đang khoảng 12 giờ trưa á. Cũng là cái giờ mà người ta ăn uống nữa. Cho nên là chợ khá đông. Quá trời mọi người ơi, hôm nay là cuối tuần nữa, chủ nhật nữa cho nên là rất là đông luôn. Này. Bây giờ có lẽ là mình sẽ đi dạo một vòng trước nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ coi thử mình phù hợp với món nào á, con nào á, mình sẽ mua sau ha. Đây là con bào ngư nè. Bào ngư. Rồi. Quá trời các bạn ơi, cái xề này nè, đông thôi rồi luôn á. Cũng là một cái quầy mà bán đồ ăn sẵn á. Rồi cô giới thiệu giùm con coi có món nào. Nè tôm hùm là kệ đấy con. Tôm hùm bao nhiêu ký lận? Tôm hùm là 1,2 triệu ký, 2 con ký. 2 con 1 ký hả? Ừ. Nó vậy đành đạch luôn á các bạn. Đúng rồi. Rồi từ từ nha. Còn con này? Bò biển là 250 con, bò biển sống luôn nha con. Nè. Nó chết queo rồi. Sống. 250 một con. Đúng hả? Rồi. Con nào cũng vậy hay sao? Đúng rồi. Trời đã vậy. Ừ. Vậy lấy cho con 2 con ha. Một con hả? Lấy một con thôi cô. Lượng con cho anh. Dạ. Nướng mà hành hấp, hấp đi cho nó ngon. Ừ, hấp ha. Ừ. Rồi, con cũng biết luôn chưa ăn luôn, ăn đầu tiên luôn á. Thử đi. Lựa sống cho con. Dạ, 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 dạ. Con này. Không, em bóc lên chơi thôi, chị bắt con nào bắt đi. Nè, có một hàng bò biển. Có mất đúng không? Nè, con quay cái bảng cô có đóng hàng Sài Gòn luôn. Dạ. Mà tí cũng gửi giao tới nhà luôn. Như Quỳnh ha. 4B Như Quỳnh. Cũng đóng luôn. Đúng rồi. Đó, các bạn muốn ai muốn mua á là cho địa chỉ giao tới nhà luôn. Có số điện thoại luôn đó. Có luôn. Đó, rồi là các bạn cứ đó. Theo cái số điện thoại đó mà đặt lấy hàng cái cạc đi. Bộ biển hồi nãy con nói bao nhiêu? 250 một con. Ừ. Nói giá con. Cho tốt nha cô. Đúng rồi. Nè. Rồi. Sò đẹp. Sò đẹp. Sò đẹp mà. 150 ký. 150 ký. Đây. Chắc lấy bao tư luôn, lấy nửa ký thôi được rồi. Nửa ký. Nướng con mà hành nửa ký. Bốn con thôi đi cô. Ừ. Tại vì con mua thêm tùm lum hết. Nướng mà hành đậu phộng cho anh. Đây các bạn. Bào ngư đó 25.000 con. Ủa nãy mới bên kia 10.000 thôi. 10.000 đây đây. Đây 10.000 con nè, cái đó 25.000. À. Nhỏ hơn. Bào ngư 10.000 con rồi đây nè. 10.000 một con. Còn này là 25.000 một con. Nên mua con nào cô? Hả? Mua con nào nên mua con nào? Con nào cũng giống nhau nhưng mà bự thịt nhiều, còn nhỏ thì ít thịt. À, vậy. Dạ. Con lấy 2 con thôi, con ăn thử thôi. À dạ. Chị hai em con ăn không? Một con. Vậy lấy 2 con lớn đi. Ừ. Rồi. Các bạn đây là lần đầu tiên mà mình ăn bào ngư luôn á, thú thật là vậy luôn á. Rồi lấy 2 con. Nè con ăn 2 con sủi cồ cà, 2 con thôi. Con nhiều. Căn thử cho 2-3 con đó cái nhiêu Quỳnh tặng anh con đi lấy tiền anh 2 con thôi. Rồi cảm ơn cô rất là rồi. Nhiều luôn. 3 con tính tiền 2 con nha các bạn. Rồi ừ. Đó. Mấy chục ngàn à. Rồi nè có mực lá lớn đó nè, 280 một ký mực lá ngàn chung phải nàng ngàn. Ý là con quay lấy cho con quay. Dạ, quá trời ơi. Các bạn ơi. Con nó bao nhiêu ký? 280 một ký à. Mực lá chứ không phải nàng. Nhỏ hay bự gì nó cũng vậy hả? Bằng giá tiền. Con muốn lấy con nào lấy. Dạ. Hai đứa ăn. Tại vì á bên mình có 2 người thôi cho nên là mình sẽ chọn con mực nhỏ ha mọi người để lựa được nhiều ngón. Ừ. Rồi cô giới thiệu tiếp đi. Cái này nướng sao tới đi cho cô thấy ngon. Cái gì ngon cô làm cho con luôn. Cái này 130 nè. Con này thì 200.000 một con. Đúng hả? Đúng rồi. Con nào cũng vậy hả cô? Con bự đó thì con bự đó thì nó mắc tiền. Nhiêu lận? 1,2 ký. À theo cân ký nha. 2 con ký à. Ăn không? Em ăn không? Ừ. Con luôn. Rồi chờ luôn. Con luôn. À mà con chuyển khoản nha, con không có đem nhiều okay, tiền. Ok con. Ý con coi. Dạ. Ừ. Rồi. Nửa ký à? Nửa ký. Ừ. Ủa ăn mà ăn hào không? 12 con 50 cô nướng miễn phí luôn, hào là nướng phi. Rồi chơi luôn. Rồi 12 con hào cho anh. Ủa anh định mua luôn hay sao? Mua rồi. Ừ. Gì hả? Ủa chưa chừng nào con mới lấy được cô? 15 phút mà cô làm nhanh đem vô làm là dạ. Món mà chắc con đợi luôn hay là con đợi, con đợi luôn đi. Ừ. Đi vòng vòng quay cũng được, là vòng lên là lâu. Cái này là của cô luôn hay sao? Không nghe, cô không có bán đồ đó. À dạ. Con mua đồ đây sống từ sống vô đây cô nấu. À dạ. Ừ, rồi. Đó. Rồi. Ừ. Ăn ốc hương không? Chắc vậy trước đi cô ơi. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi. Tại vì có 2 đứa sợ nãy giờ ăn không hết. Rồi. À, mình cái cam tám mình trả tiền luôn hay sao cô? Sao cũng được đó con.
con thanh toán không được, ngồi cô giao thanh toán không được. Ừ. Yeah. Chắc hơi giao thanh toán đi, tại vì con không có đủ tiền, không chuyển khoản á. Chuyển khoản lấy cái cạc cho anh đi. Có cạc rồi là có số tài khoản cô trong đó luôn. Mà chút xíu lên con chuyển khoản xong. Rồi bây giờ chào cô ha, mình sẽ đi qua cái một vài xề nữa ha các bạn. Rồi cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi cô cảm ơn. Nè các bạn, liên tiếp tới tấp luôn, không biết con cá là cá gì nữa kìa. Dẹ 150. Người ta đang lựa cá. Mọi thứ rất là rẻ luôn các bạn, mình thấy như vậy. Còn đây là cua. Hai bó 80.000, còn ốc móng tay. Người ta đang lựa gọi là mấy con bào ngư đó. Mà làm chính ở đâu chị? Ở đây theo coi luôn. Quá trời bào ngư rồi. Theo coi luôn. Yeah. Anh giới thiệu giùm em ơi, bây giờ mình có cái món gì vậy anh? Ba hộp 100.000. Vậy hả? Ba hộp 100 hả? 100.000. Là bên đây hay sao? Bên đây, tới đây là ba hộp 100.000. Còn này lên tới 100.000 hộp. 100.000 một hộp, còn mũ ni? Mũ ni 4 con 150. 4 con 150 ha. Ừ. Rồi, để mình ăn cái gì lạ lạ xíu các bạn ơi. Xào bơ tỏi, rau muối, rau me mình luôn. Nè, tôm mũ ni 4 con 150. Ừ. Là anh nói làm cái gì? Rau me, rau muối, bơ tỏi. Rồi, bao lâu mới có lận? Dạ, giao có liền mà. Rồi, có liền ha. Rồi, cho em lấy 4 con này luôn đi. Rồi, ok. Còn cái này? Ghẹ là 100.000 hộp. 100.000 hộp. Giao me, muối, bơ tỏi cho mình đầy đủ. Đúng vậy, còn ốc này là ốc gì anh? Ốc khế. Ốc khế. 25.000 hộp. Còn con này là hồn đất, tôm hồn đất đúng không? Đúng rồi, 100.000 hộp. 100.000 một hộp hả? Cái này giao thiệu hả? Dạ. Cái này làm gì? Chào bơ tỏi, giao me. Giao me ha. Rồi. Hồi nãy giờ không biết có lộn với bên kia luôn. Tại vì nãy giờ mua anh chi nhiều lắm rồi. Rồi hỏi cái gì đi anh trả lời cho. Tiếp tục là con tôm hùm đất. Tôm hùm đất 100.000 hộp. Cái này là mình bắt ở đâu anh? Cái này ở chợ anh mạng gửi về mà. Vậy hả? Em muốn ăn con này không? Cái này mình thấy Trung Quốc này ăn nhiều lắm. Con này nó giòn ăn ngon lắm. Bỏ bớt không anh? 100.000 lần hả? Do lấy chủ. Tại ta lấy hộp nhỏ nè, 50 nè. 50 hả? Ừ, lấy em thử đi, hộp nhỏ em ăn thử thôi, 50 thôi. Cái này chào me hay là bơ tỏi đi cũng được. Còn hào là 3 kg 100.000. 3 kg 100. À nãy mua bên kia hào rồi, mua 50 con rồi. Luôn. À dạ. Con này 80 hộp. Cái này 80 em ăn không phải? 80. Sòi dương. Sòi dương ha, tại vì mới mua nhiều lắm bên kia luôn. Để em coi thử có mua gì ủng hộ anh tiếp. Thôi bây giờ em mua thêm một hộp thôi, anh tính là bao nhiêu tính thôi. Dạ. Lấy một hộp thôi. Lấy một hộp thôi, lấy 30, đừng có lấy hộp nào lấy. Tao lấy 2 hộp đi, 50. 2 hộp 50 ha. Ừ. Vậy đi. Rồi lấy em hộp này đi, xong với mai. Hộp này. Rồi, xong mai nướng mỡ hành. Nướng trứng. Nướng trứng hả? Mai nướng trứng nó mới ngon. Rồi, lấy đó. Rồi. Anh bán đây lâu chưa anh? Bán này cũng 17, 18 năm rồi. Quê đâu lận mà lại đây đi? Ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Mà thường thường thì hải sản này người ta bắt ở đâu về ta? Ở ghe cào ở bên Vũng Tàu hay là ở Long Hòa đâu. Rồi về mình lấy. Rồi mình lấy lại ha, mình bán ha. Ừ, mình bán. Còn ở đây là người nhà hay sao? Cái này là bà chủ. À bà chủ hả? Ô người anh là gì? À làm giùm cô chủ ha. Làm giùm cô chủ. Đó. Tại nãy em ghé cái cô bên gì bên Như Quỳnh đó, Như Quỳnh. Em mua nhiều lắm cho nên là mua một gần mỗi cái một ít đó để ủng hộ mọi người thôi. Đây có nè. Còn quay hết đi, sòm ai đi. 100.000 bảy con muốn trứng gà luôn. Sòm ai 100.000 bảy con. Nãy có 2 con rồi. Mà mình công nhận nó hải sản nó rẻ thiệt á. Thấy rất là rẻ luôn á. Cho nên là luôn, báo giá luôn như nhiêu là 50.000 hộp là bắt thái áp xả cho mình luôn. À dạ. Còn như 2 hộp là 150. Hồi nãy em hết bao nhiêu tiền người ta? 150 này 2 hộp 50. 200, 250. 250 hả? Đúng không ạ? Đúng 250. Rồi bây giờ em sẽ trả 250 ha. Ừ. Mà chút xíu em quay lại em lấy được không? Ok. Dừ 50. Này 200 à. Này 250 hả? Lộn đúng. Lộn. Rồi. Anh thích gì ta?
anh tên gì vậy? Mặn. Rồi em cảm ơn anh Mặn ha. Này các bạn nếu mà có lại thì ủng hộ anh luôn nha. Tư mến. Rồi vậy sau chút xíu em quay lại sau ha. Rồi em cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều. Rồi bây giờ mình đến cái gian hàng thứ ba đúng không anh? Tên mình là gì, có tên không? Quầy đây cũng quầy số 10 rồi, không có tên, tên nằm bên đó rồi. Rồi quầy số 10 đó. Dạ không sao. Anh giới thiệu giùm em một vài cái món lạ lạ coi. Ví dụ như con này là gì? Cua Navi á. Cua Navi hả? Này ở Việt Nam hay là ở đâu? Ở nước ngoài vậy chứ mình đây đâu có. Rồi cua Na Uy hả? Hay là Navi? Navi á. Wow, nhiêu con lận? Con 200 ngàn à. 200 hả? Sao không cho, nhiêu con cua bình thường vậy, 100 ngàn con à. À, con cua bình thường thì 100 ngàn con, còn con này là 200 ngàn một con. Con này là cái gì anh? Vàng cúm. Vàng cúm anh bao nhiêu là bán sao lận? Cái này 120 ta xào me xào tỏi luôn cho mình luôn. Giá tốt đi em mua con này với con này luôn. Ví dụ tùy theo món, có món vậy, có món cái 50 có, 100 có, đa số 100 dạ. Nhiều. Tại nãy giờ em đi á, em đi tới đây là em mua chắc 50 món rồi đó. Cho nên là nói chung là bây giờ anh bán em hai món này bao nhiêu lận? Ví dụ thì bán 300 được, quá ra 20 lẻ đó luôn á. Rồi lấy em hai món này luôn đi. Rồi con này với con này. Mọi người em mua gọi hết luôn rồi, cho nên là chị lấy em con này với con này thôi. Lấy này làm luôn 300 á. Dạ rồi. Xào me làm gì? Cái này làm gì anh? Mình muốn xào tỏi hay xào me? Hồi nãy giờ xào me hết hay xào tỏi? Thứ ngồi hả? Nó phải xào tỏi mới được. Xào tỏi đi. Tại anh kêu là nó phải xào tỏi mới được. Càng làm gì? Còn càng làm gì? Cũng em hỏi anh hỏi em. Mà không có, nó chỉ răng muối xào tỏi xào me mình muốn làm. Răng muối đi, răng muối đi. Rồi răng muối nha. Đây lấy đồ làm nè. Bao lâu thì xong à? Cái này làm chắc khoảng 15 phút đi. Em chịu khoảng nha, em không có đem mà đủ tiền mà. Rồi 15 phút. Nãy ở đây 15, đó 15 kia cũng 15 luôn. Là cộng lại thành 45 phút á. 45 phút. Giờ thôi, bây giờ nè, anh kiểu anh mời nhiều quá em sẽ ủng hộ anh nha. Dạ thì cái này là muối gì? Ủa, ớt đỏ đúng không, ớt xanh? Này cái nào ngon? Xào me luôn rồi chứ lấy một con ớt cay mà lấy ớt xanh thì cái này đang muối, đang muối nó lộn. Cái này là của Kim Uyên hả anh? Của anh luôn hay sao? À, nhà làm chưa luôn nè các bạn. 20.000 nữa. Vũ không à, vũ không? Chờ cho cam anh nha. Đúng rồi. Trời ơi, đầu chợ bị đầu chợ thì bị vợ vụ, bây giờ cuối chợ bị chồng vụ. Dạ. Rồi em cảm ơn anh. Dạ. Chắc em lại luôn hả ta? Đang trong quá trình chờ đợi nha mọi người. Chờ đợi đồ ăn chính nè. Thì nếu mà đồ ăn chính thì các bạn cũng có thể ngồi trực tiếp tại cái quầy để ăn luôn. Còn không thì mang đi giống như mình. Trong thời gian chờ đợi đồ ăn thì thôi mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá chợ tiếp nha. Đông quá kẹt xe luôn rồi. Khói mờ nhăn ẩm luôn các bạn ơi. Người ta đang nướng đồ quá, trực tiếp tại quầy luôn. Quá trời hai cái gian hàng này nè các bạn. Dạ mua rồi con. Dạ rồi đó nha các bạn, như vậy là chúng ta đã đi qua xong cái khu vực mà bán hải sản tươi sống nè, cũng như là hải sản đã qua chế biến. Tiếp tục là một cái khu vực khác của khu chợ này thì mình thấy khu vực bên đây là bán về mấy cái món ăn thông thường hàng ngày á mọi người, như là cơm phần gì á. Thì ở đây một cái quầy bán đồ ăn nè, quay cho các bạn xem nha. Có cơm sườn rồi, khô rồi cơm chiên dương châu rồi cá hú kho nữa. Đó, ai không muốn ăn hải sản á, ai ăn không được hải sản á thì cứ qua đây nha. Không những có khách Việt Nam mình không thôi đâu các bạn, mà còn có những du khách nước ngoài nữa, nhất là các nước châu Á, ví dụ như là Nhật, Hàn, Đài á, họ cũng đến cái khu chợ này để thưởng thức hải sản á. Theo mình nha, vừa tươi sống nè mà lại rất là rẻ luôn mọi người, rẻ hơn bên Phú Quốc của mình rất là nhiều.
trời trời. Rồi nhét 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 vô nhét 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 kia. Rồi rồi rồi, chúc cô bán đắt nha cô. Còn nữa không, còn hộp nữa. Quá trời các bạn ơi, không biết sao mà ăn hết nữa. Thì các bạn nghĩ đi, mình chỉ có mình và thằng bạn của mình thôi, mình đâu có ăn hết được đâu. Mình chủ yếu là mua để quay lại cho các bạn xem á. Đó là điều chia sẻ thật lòng. Rồi tới thì các bạn chút xíu nó đi hút rồi. Các bạn ơi, thấy thế nào nè? Có phải là quá trời luôn không? Thật sự là mình ăn sẽ không hết đâu mọi người ơi. Nhưng mà kiểu như bị đổi con mắt á, nhìn cái gì cũng muốn mua hết trơn á, mà tại vì nó rất là rẻ nữa. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng mình chạy ra ngoài biển á và thưởng thức tất cả các món hải sản mà hồi nãy giờ chúng ta vừa đi chợ xong nha. Đi nha các bạn. Đây, xe của tôi đâu rồi? Đây nè. Rồi đi thôi. Mình mới vừa ra đầu chợ thôi là đã có một con mồi hướng dẫn mình đi đến bãi biển luôn các bạn. Anh đang chạy ở trước kìa, thì anh nói một bãi biển á, chỗ anh á, thì một ghế như vậy á, là 10.000 cho một người. À, quẹo trái hả? Thường thường thấy người ta quẹo phải không hết? Đây là con đường ven biển mà mình đang chạy tới để tìm cái quán của anh Cowboy. Ở bên đây cũng là một cái khu vực chuyên về các dịch vụ mà cung cấp cho du lịch nữa nè. Như hàng quán nè, rồi đồ ăn, đồ uống nữa. Cũng mấy cái đồ ăn đó các bạn cũng tương tự như là bên kia vậy đó. Cho nên là bạn nào mà không có đi chợ á thì cứ qua bên đây mua cũng được luôn. Nè các bạn, cái dự án á nó gào lại hết trơn rồi, đâu có tắm biển nữa đâu. Như mình có nói thì có rất là nhiều dự án trên bãi biển Cần Giờ này. Vì vậy mà hiện tại bãi biển của chúng ta đã bị rào lại hết rồi mọi người. Muốn tắm thì chỉ có thể tắm lậu bằng cách chui qua cái hàng rào này. Cho nên các bạn thấy là chỉ có một vài người đang tắm biển ở đây thôi. Đúng là khu vực của biển bùn cho nên cát và nước đen thùi lùi. Biển này giống biển miền Tây của mình quá các bạn. Nước biển nhìn không khác gì nước sông. À, còn cái chỗ mà mỏm đất đang nhô ra, đó chính là thành phố Vũng Tàu đó các bạn. Ở Cần Giờ các bạn có thể nhìn thấy đến tận đó luôn. Tới quán rồi, vô đèn thôi. Rồi, như vậy là sau khi bị dụ dỗ bởi một bạn môi giới thì Hũ đã đến đây các bạn để thưởng thức những cái món mà hồi nãy giờ chúng ta đi á. Thì trước khi ăn cho Hũ tâm sự một xíu xíu nha. Thì mình muốn mua thật nhiều để quay cho các bạn xem á, chứ một mình Hũ với cameraman á thì làm sao mà có thể ăn hết được các bạn. Cho nên là đừng có nói là Hũ tham ăn nha, tội nghiệp Hũ lắm. Rồi, bây giờ là khui những cái món ăn mà chúng ta đã lựa thôi mọi người. Đúng kiểu á, đồ ăn ngập mặt luôn. Đây là món gì? Wow, càng cua càng cúm vậy á mọi người ơi. Bây giờ mình để qua một bên nha, tại vì nó nhiều đồ quá rồi, không biết sao mà để hết nữa. Nó chạy tùm lum hết. Tiếp tục đây là... Lại là càng gì nữa đây mọi người? Càng cua càng cúm gì á, mà nó ngộ lắm. Nó giống như là cái màu gà vậy ha. Rồi, quá trời rồi. Kiểu này sao mà mở ra cũng không có chỗ để nữa. Cái này là tôm mũ ni á các bạn. Hồi nãy bao nhiêu ngàn ta? Bao nhiêu tiền ta? 600 ngàn ký hay sao á? Chắc phải để qua bên đây nữa, không nó đổ hết. Đổ là bỏ luôn. Tiếp tục là món gì đây? Các loại sò ha các bạn nha. Đó. Quá trời, con này nước bị khét luôn rồi. Nè. Wow. Đó, vừa mở mà vừa đói bụng. Còn đây là bánh tráng nướng bây giờ giống như là xôi vậy các bạn, nó mềm mềm mèo luôn rồi.
tiếp tục nữa nè. Này là con gì trời? Con gì các bạn? Tôm hùm hả? Đúng không? Tôm hùm nha. Tôm hùm cô nướng với cheese. Là gì? Phô mai. Quá trời, đây là cái xề của cái cô hồi nãy nè. Một con mực. Con mực nhỏ hồi nãy mình lựa các bạn. Giờ bỏ này quăng bên đi, chứ nhiều quá hết chỗ để. Hôm nay Hữu trở thành food reviewer luôn rồi, chứ không còn là đi khám phá đô thị nữa. Này là nửa con làm với sốt gọi là gì trời, phô mai. Còn nửa con làm với gan me ha các bạn. Nè, tôm hùm. Này, tiếp tục là cái gì ta? À, hàu nướng phô mai. Là món gì? Hai con bào ngư nha các bạn. Đó, hai con bào ngư. Để sắp xếp xong đi rồi mình ăn sau. Tiếp tục nữa nè. Cái này là cái gian hàng của cô đó luôn đó. Con bò biển. Một con bò biển. Quên nữa, không có chở xuống nó chảy nước. Trời ơi, quá trời quá đắt rồi. 3 con sò huyết khổng lồ. Sò huyết khổng lồ. Chưa bao giờ mà mình ăn nhiều như vậy luôn các bạn. Chưa bao giờ mình ăn nhiều loại hải sản như vậy luôn á. Tiếp cái gì đây? Cui. Sò điệp, con khổng lồ. Tại vì nó quá rẻ luôn, thật sự vậy. Rồi. Ha, đây là tất cả những gì về này. Giờ dở lên, dở lên đi. Đẩy quay lại cái, quay cái nắp lên. Anh để nó đó. Rồi. Quá trời luôn rồi. Linh đình hết trơn. Ha. Bây giờ mời các bạn hãy thưởng thức từng món ăn với mình nha. Bây giờ nếu mà bạn nào mà yếu bóng vía ha, là lại đây là không biết ăn gì luôn á. Quá mắt chóng mặt. Mình thấy mọi người hồi nhỏ mình coi phim á, ở trong bên Hồng Kông á, người ta ăn bào ngư liên tục luôn các bạn. Và mình kiểu như mình coi phim á, mình chỉ ước á là trời ơi, biết bao giờ mình mới được ăn con bào ngư đây ha. Và bây giờ ngày hôm nay á, là cái điều đó đã thành sự thật rồi. Con bào ngư đang cầm trên tay mình và chuẩn bị vào trong miệng mình thôi ha. Bào ngư nướng mỡ hành. Và mình nghĩ á, là những cái món ngon á, thì mình nên ăn đầu tiên, tại lúc đó là mình đói nhất nè. Rồi cái miệng của mình á, nó chưa có vị gì hết á, cho nên là mình ăn sẽ là cảm nhận đầy đủ nhất. Mình sẽ đến với bào ngư trước nha. Ăn sao ta, thật sự luôn á. Nói Hữu quê mùa thì Hữu chịu, chứ đây là lần đầu tiên mà Hữu được ăn cái con bào ngư này luôn. Cho nên là không biết ăn sao nữa, cứ bỏ vô họng ăn đại nha mọi người. Thật sự thì nó y gan là những cái con khác thôi mọi người, giống như là con ốc vòi voi này kia thôi á, chứ không có mùi vị hết trơn á. Hay là do mùi mỡ hành á, nó áp luôn cái mùi của con bào ngư thì mình không biết nữa. Ăn không có mùi vị gì hết trơn mọi người. Ủa, đây là lần đầu tiên ăn bào ngư đó sao? Ngộ nha. Ý thịt là con gót ốc, ốc tượng á mọi người, ốc bự á. Ý thịt luôn. Rồi, xong con bào ngư rồi đó các bạn ha. Bây giờ món gì tiếp theo đây? Mình sẽ ăn con cò. Con sò miếng mai hả ta? Gọi là còi miếng mai hay sò miếng mai gì đó. Mà nó không có cái gì để chan nước hết trơn á. Mình lấy cái nắp của con bào ngư á, mình chan luôn. Đó. Thì ra là còi miếng mai mà làm với trứng đó các bạn. Người ta không cho đũa nữa hết trơn á. Bây giờ ăn phải ăn bóc luôn. Tổng thiệt ngày hài của ngày hôm nay á, rơi vào khoảng là 1,5 triệu cho đến 2 triệu ha các bạn. Mình nghĩ là khoảng 1,6-1,7 triệu gì á.
ngon lắm mọi người. Giờ tiếp tục là con sò huyết khổng lồ ha. Ây da, làm sao mở nó đây. Wow, coi nè các bạn, đây cũng là lần đầu tiên mình ăn con sò huyết nó bự như vậy. Ồ, nó mặn chát à. Sò huyết này dễ ăn với cái gì ta, với ớt xanh nha. Rồi chan vô này, chắc là cô luộc quá. Hôm nay đúng kiểu là ăn bàm họng luôn á. Quá trời. Miếng mực nữa nè. Rất ngon luôn các bạn. Với mực tươi á. Sò điệp nướng mỡ hành tiếp tục ha. Ăn như nước mắm nha các bạn. Không có cái gì để múc hết trơn. Bây giờ mình phải lấy cái vỏ của con sò quyết. Miếng nữa. Còn đây là 50 con hào. Phải không ta? 12 con hào 50 ngàn. Hào nướng với phô mai ha. Ngon quá. Phô mai béo lắm mọi người. Hôm nay ăn toàn hải sản không á thì tối nay chắc chạy vòng vòng luôn quá. Đây, nửa con tôm hùm. Đây nha các bạn ơi. Wow, coi nè. Phô mai á, người ta lắp đầy luôn các bạn. Con này là 1,2 triệu một ký á mọi người. Giờ ăn nha. Tôm hùm này mình từng ăn nhiều lần rồi. Bây giờ chấm muối ớt xanh. Trời ơi, nó đã không nội mẹ ơi. Các bạn ơi, mình ước á là các bạn có thể ngồi chung ăn với mình á để có thể thưởng thức được mấy cái món này nè. Ngon lắm các bạn. Quá trời rồi. Còn nhiều món quá, mình thưởng thức hết nha. Cái tụng này nữa nè. Nãy nói là càng cua gì á, càng cúm hay càng gì á, mà nói với mình nó giống như cái màu gà vậy các bạn. Ha. Ha. Sao đây chàng ơi, không có cái đồ gấp, không có đồ bấm nữa. Nó cũng mềm mềm mọi người, nó không có cứng lắm. Y gan con ghẹ à, không gì khác hết chứ. Rồi. Y gan càng ghẹ à mọi người, cái mùi nó cũng vậy luôn á. Sướng là mấy cái đồ hải sản á thì nó có cái mùi giống giống nhau ha. Rồi, cái này đặc biệt nè, quay qua đây nè bạn. Hồi nãy cái anh kia anh nói biết con gì không? Con cúm na vi ha, có gì? Con cua na vi, na uy, con cua ở bên đất nước na uy. Cứ nói nhớ cái nã vi của cái bộ lạc người nã vi ở trong phim Avatar không à? Nó nguyên một cái càng luôn nè, giống cánh tay ha. Trời ơi. Y hệt con cua biển luôn mọi người. Cái nãy giống ghẹ biển ha. Con này y hệt con cua biển luôn. Mà nó béo béo á. Giống như là ghẹ vậy á. Ủa lộn, giống như là gạch vậy á. Còn món gì ta chưa thử ta. Đây nè.
con này nó hơi hiếm ha các bạn. Thì mình cũng đã từng ăn con này rồi, gọi là tôm mũ ni với mọi người. Mấy con này nó giống như là từ thời tiền sử tới bây giờ vậy á. À. Cái vỏ nó mà ăn cũng được luôn á. Cái vỏ bên dưới nha, cái vỏ bên trên thì nó cứng lắm. Này là đang sốt me cho nên là chua chua mà cô làm ngon lắm. Công nhận cái cô mà xin lỗi á, cái cô mà đầu cô thứ hai hả ta, cô đầu tiên. Cái cô mà hơi tròn tròn xíu á các bạn. Làm đồ ăn rất là ngon luôn mà hải sản rất là tươi luôn á. Mấy cái sạp mà làm sẵn á, thì có chỗ ngon, chỗ không ha, có chỗ tươi, chỗ không nha nãy giờ. Ví dụ như con cua này nè, mình ăn nó hơi hơi có mùi nhẹ ha. Ngon quá. Rồi, mình tin là bạn nào cũng rất là đang là rất là mong đợi cái con này đúng không? Bỏ bể mọi người, thực ra mình cũng rất là mong đợi luôn. Đây là lần đầu tiên mình ăn luôn á. Ăn sao ta? Vì không có kéo sao mà cắt nó. Trời ơi, không biết sao luôn á. Cầm mạnh vô nó rớt là sao cầm cái nó vậy? Da nó đau. Nó gai không à các bạn? Wow. Nè thịt nó không nè. À thì ra là người ta cắt sẵn ở trong đây rồi. Banh ra thôi, banh ra là ăn thôi. Ăn chay trước nha các bạn, ăn không trước nha. Trời ơi nó béo. Mọi mẹ ơi. Nó béo hẹ à mọi người. Nó giống gì vậy ta? Không biết nữa, không biết nói sao nữa. Nó giống như là thịt tôm tích vậy á. À giống như gan của con cá cá nhám á mọi người, cá mập á, cá mập con á. Ủa nó béo ngon. Y gan của con cá đuối hoặc là con cá mập con luôn á. Nó đã quá. Rồi. Bên trong con này hơi nhỏ ha. Mấy con này nè, hổng gài là rất là hot ở trên TikTok luôn mọi người. Thấy người ta review hoài luôn á, mình cũng muốn chờ bữa nào để có dịp mình ăn thử thì bữa nay mới có dịp luôn. Đúng là cái bữa hôm nay nè có rất là nhiều món mà mình lần đầu tiên ăn luôn các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn tiếp tục ăn với mình nha. Ta-da. Sau chuyến đi khám phá chợ Hàng Dương thì kinh nghiệm đúc kết ra của mình đối với chợ này đó là để ăn được hải sản tươi ngon thì các bạn nên mua những cửa hàng bán đồ sống rồi sau đó nhờ họ chế biến giùm, như mua ở cái chỗ mà cái cô mà hơi tròn tròn á các bạn, ăn phải nói rất là ngon luôn. Còn đồ ở trên sạp đã qua chế biến rồi thì có món tươi, có món không nha, vì vậy mà các bạn nên cẩn thận. Giờ thì đi tiếp khám phá đảo khỉ với mình. Mà trên đường đi thì mình thấy có một cánh đồng muối như vậy. Mình hơi ngạc nhiên vì mình nghĩ là Cần Giờ không làm được muối. Nhưng mà ai đâu có da, nước đen thì đen vẫn làm được muối nha các bạn. Về đó sợ tối. Giờ này sợ vô tắm cho vô đó. Giờ thì mua vé đảo khỉ và đi vào thôi. Mình mua vé vào cổng, có mua luôn vé xe điện dạ, cho dạ. Nó khỏe, khỏi mất công đi lộ bộ. Tới chỗ dừng chân ngồi đây. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn. Lại là Hữu đây mọi người ơi. Hiện tại thì Hữu đang bước vào bên trong cái khu vực đảo khỉ á mọi người. Và trước mặt của Hữu lúc này có rất là nhiều khỉ luôn. Đây nha các bạn, mình sẽ quay lại camera trước cho các bạn xem nha. Nó đang chạy lên mình luôn nè. Mấy con khỉ nó đang ăn nè mọi người. Nguyên một bầy khỉ luôn, giống như là đến với vương quốc của loài khỉ vậy đó. Thì trong này thế nào cũng có một con tôm Ngộ Không mà các bạn. Mấy con khỉ con nó giỡn với nhau nữa. Rồi mấy con khỉ mẹ nhiều bà nào cũng có một con hết trơn mọi người. Kiểu như bảo mẫu vậy. À. Rồi đi tiếp luôn nha. Mấy cây này là mấy cây mắm nè. Cây đước hay cây mắm gì đó. Ừ.
hai con khỉ nó đang uống sữa ở dưới bờ sông. À thì ra đây là cái địa điểm mà cho các bạn thuê thuyền á để tham quan cái khu vực gần sát này nè các bạn. Này. Nhưng mà mùa này khá là cạn nước cho nên là nói chung đi cũng sẽ không được á. Nãy anh tài xế lái xe anh nói với mình như vậy á. Trần Giờ thân thành kính chào quý khách. Kính chúc quý khách một ngày tham quan vui vẻ. Lên cầu nó đi vòng vô gần. Trời ơi, nó nhóc hết trơn cả ơi. Mấy cái con tôm ngộ không này nó ghê lắm. Nó không có sợ người đâu nha các bạn. Mới vừa nãy nó giật mắt tiêu cái kính của chị kia kìa. Mình cũng bị cặn cho nên mình rất là sợ nó giật cái kính của mình. Phải cảnh giác nó thôi. Ê ê, đi ra chỗ khác coi. Đuổi nó mà nó không chịu đi luôn á. Lì dễ sợ. Nó đứng đó hoài làm sao mà đi tiếp qua khu vực cá sấu nước mặn bên kia đây các bạn. Rồi sao không đi hả? Thôi không đi đường này đâu. Hình như qua khúc này là hết rồi đúng không? Cái gì vậy? Không, nhưng mà ý là hết khỉ á. Khỉ trong kia vẫn còn khỉ. Kìa, ý là nhưng anh nói trong này nè. Này hả? Ừ. Vẫn còn nhiều lắm. Kìa nó ngồi kìa, thấy thôi không? Vậy thôi khỏi đi. Đi ra nha. Đi. Hên quá cái anh này làm việc ở đây. Anh có cái ná cho nên là hù bọn khỉ á. Nó chạy toán loạn hết mọi người. Vì vậy mà mình mới được bước vào bên trong. Bạn nam ở phía trước sợ nó giật mắt cái kính cho nên phải vừa đi vừa nhịn như thế này nè. Ở trong này có hàng nó giấu. Còn giờ là lúc đi tìm cá sấu đây. Có anh này đi theo bảo vệ du khách giúp bài khỉ cũng đỡ. Nếu không là nó lộng hành thôi rồi. Cá sấu nữa. Kìa, cá sấu nữa. Ờ, đây. Ủa gì cá sấu nước mặn hả anh? À dạ. Có bịch đâu. Chụp hình luôn đó. Rồi đó các bạn, đây là tất cả những gì về cuộc hành trình của Hữu khám phá về Cần Giờ. Mình hy vọng thời gian tới khi các dự án ở Cần Giờ được triển khai thì sẽ làm đa dạng và thúc đẩy mạnh hơn về du lịch ở nơi đây. Còn các bạn nghĩ gì về Cần Giờ? Hãy cho Hữu và mọi người cùng biết nha. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh này của mình. Xin chào tạm biệt mọi người. Xin chào.